tế ương về đẩy mạnh nghiên cứu tuyên truyền giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Chuyện kể rằng trước lúc người ra đi, bác muốn nghe một câu hò xứ Huế, nhưng không gian vẫn bồn bề lặng lẽ, bác đầy chuyện kể ra bác đôi nghe cô vi nhớ lang sen từ thuở âu thơ, mà xung quanh vẫn lặng như tơ, bác chưa mai không chưa liên, bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ bởi làng sen dây dứt trong tim, bác muốn nghe một đôi khúc dân ca trước lúc đi xa qua bên kia bầu trời, người muốn đem tận vô cùng bài ca đất nước theo mặt đêm mênh mông. Bác muốn nghe một câu hò xứ Nghệ với làng sen say sưa trong tim, lần thứ ba bác vẫy gọi xung quanh,